Đây, cho anh em xem hình quả, mới đi được khoảng 10 phút thôi. Đã một số Cá thể đã chết rồi. vén cao lên nhìn thấy được. Nhìn được, nhìn nó sao. Rồi đấy. Sâu. Review cùng. Review cận cảnh. Đấy, vừa dễ đấy. Đầu vớt đấy. Vớt à? Chết. Chú bò. Đâu bò. Kéo nào. Đấy, xuống đấy. Hôm nay vợ sáng vợ anh lối đi thế này. Đêm tôi làm mưa để đổ 05 rồi ông cho tôi 500 nghìn. Ông đổ lại tôi lại thế con 05 ở trên tay thôi. Chị đấy. Chưa rồi. Đâu đâu. Thôi ghét quá. Thế cái ăn nước rồi. Gì? Chèn xì. hết của nó. Kia có thứ nào? Nhà mình lên chỗ hồ đình. Chết rồi. Kia. Ừ. Chết rồi, cái này. Đâu? Tâm ở chỗ đúng đầu vào đây. Ao này đầy sộp. Chỗ mình hiếu dí phát đây. Còn con mẹ biết luôn mẹ. Vui còn. Hôm hiếu mà xuống ruộng chân lúa đấy mà chị ăn review rồi. Hai tầm quay hết pin không hết cá. Chiều gọi thêm thợ chứ gọi quần tễ gì cùng. Đi ra cái chỗ bùn nó lún rồi. Cấm nhất đi, cấm đi rồi. Rất nhiều các cờ anh em ạ. Ừ. Cờ Mỹ, cờ này cờ Úc, USA, châu Phi. Ngoài.
con ơi. Đấy nó chạy, nó chạy đến cái rung của cái đây anh này đi mùa vịt này. Thế rồi rô rô nhé. Trắng rồi. Trắng tinh rồi. Này. Đấy. Rô mà. Chạy. Rô đi, rô đi. Đây tôi đang thả cái vật xuống. Lộ. Đây đây thẳng tao vừa nhìn trắng tinh như này thẳng xuống. Đây thẳng đây. Nó đâu ra? Cờ nó sống chạy chạy ngay. Đấy mới là rô. Không cần. Rồi có trứng. Phi con. Cái phi con. Rô này hết rô to rồi. Mùa đang mùa hanh khô nên là cá cũng hanh khô. Rất là nhỏ cá. Đẻ hết rồi, lọ bọn rô phi kia nó ăn trứng thì đẻ cá rô ta. Rô phi à? To đấy nha. Về là con cá to thì quá nhỏ à. Anh đã nớ ngớ vỡ phải đinh. Sao lại dẫm nó đúng đinh nhỉ? Gương mặt thiên thần đã bị dính đinh. Đi còn mẹ à. Nến xương nó. Tất cả anh em tôi vừa đi tiếp vẹn rất nhiều vô đồng đặt hết cả mọi thứ là cổ thủ mạng anh em thấy hay thì bắt dai và ấn like mọi người nhé để mình tiếp tục làm clip tiếp theo.